Bên thưa quý bà con cô bác, mình Toàn đang lưu thông ở trên phường Bãi Cháy của thành phố Hạ Long. Và hôm nay mình Toàn muốn gửi một số cái hình ảnh của Hạ Long về đêm đến quý bà con cô bác. Nên mình Toàn xách máy và đang quay một số cái hình ảnh về đêm ở Hạ Long. Xem hình ảnh đêm ở Hạ Long có gì thú vị để gửi đến quý bà con của bác. Hiện tại là mình Toàn đang lưu thông trên cái đường gọi là đường Cây Dăm. Đường Cây Dăm quý bà con ạ. Và mình Toàn đang đi hướng về phía này gọi là phía ao cá của Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác cái gì ạ nhỉ? Điều rất là bất ngờ. Minh Toàn sẽ đến một nơi mà sẽ giúp quý bà con cô bác hiểu thêm về về Bãi Cháy nói riêng và Hạ Long nói chung. Nhất là cánh mày râu. Xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi đến khu đấy nhá. Đây có cả người dân tộc về đây đi du lịch đây quý bà con này. Một chỗ cà phê 999. Trước mặt chúng ta là cái ngã tư ao cá đó quý bà con ạ. Đây là cái ngã tư ao cá. Đây.
chúng ta đang lưu thông đằng trước bến xe khách Bãi Cháy. Đây, bến xe khách Bãi Cháy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi trước cái ga tàu Hạ Long ấy. Khu karaoke Lover này cũng thu hút nhiều em chân dài hết. Tuyến đường này là đang làm đấy quý bà con, đang làm đường nên đoạn đường này rất là bụi. Thưa quý bà con cô bác, toàn bắt đầu đến một cái khu phố ở Hạ Long thu hút rất là nhiều cánh mày râu hay là đàn ông về với Hạ Long muốn đi giải trí. Đây và còn cô bác tỷ nhá, những rất là đặc biệt là các anh chàng chàng trai, các chàng trai nhá, ở đây mình thưa quý bà con cô bác là một số cái điểm mà có biển nó hơi mờ một chút. Thì đấy là những cái điểm tu điểm mà dành cho các anh chàng muốn đến Bãi Cháy nó riêng hay Hạ Long nói chung để du lịch. Thì hôm nay Minh Toàn cũng sẽ gửi đến cho các anh về những cái tuyến đường ở Bãi Cháy nhé. Và mình thưa quý bà con, thưa các anh,
đằng được trước mặt chúng ta là một trong những điểm đấy. Đấy, đèn mờ mờ này này. Đến thưa bà con cô bác là chúng ta vừa đi qua một cái đoạn đường tuy là ngắn thôi, mấy trăm mét thôi, nhưng mà cũng đến gần chục quán điểm giải trí dành cho khách mày râu. Và chẳng đi đâu xa, nếu mà cứ dọc tuyến này đi lên khoảng một cây số nữa thôi thì cũng khoảng mấy chục quán nữa là những cái điểm mà thu hút các cái anh thích vui chơi giải trí về với Hạ Long của chúng ta. À, thưa các chàng trai, nếu mà chúng ta đi dọc theo cái này lên khoảng 200m nữa thôi là bắt đầu là một cái phố, cả một con phố luôn chứ các con ạ. Trước mặt chúng ta là cả một con phố luôn á, không phải là ở đâu. Những biển này là biển cả một con phố luôn á.